Hello, Anastasia, chào mọi người nha. Anastasia đang làm thức giấc con kỳ nhông rồi đó. Em con kỳ nhông con đắp da mới nột rất là đẹp đó, rất là dễ thương. Ngủ cái ngủ rất là cũng là trải bay này đó, quả đạo không kém đó, đuôi rất là dài đó. Wow, đuôi dài quá. Cực kỳ dài luôn đó. Đây, Atashi sẽ tiến hành đụng chạm nó xíu nhỉ. Ui, anh không chạy mất tiêu luôn. Không chạm khi nhóm nữa nhá. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.